Xin chào tất cả quý khán giả của Khả Năng Ô Tô. Chào mừng mọi người đến với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn theo dõi ủng hộ Khả Năng Ô Tô trong thời gian vừa qua. Hay các bác nào mới xem, làm ơn xin một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào xem lâu rồi, xin một like, một đăng ký, một chia sẻ, một comment ủng hộ chơi chơi nhau cũng được. Chị Khả Năng Ô Tô 15-16 xin chúc tất cả anh em trên toàn quốc này có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Cuối năm rồi, không có gì thay đổi thì khoảng 2 tháng nữa là Tết thôi. Mà còn các anh chị nào mà chưa có xe đi lại, hãy liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Giá xe chỉ từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng thôi. Bán tải nhà em cũng mới về khoảng tầm mấy chục con nhé. Xe con có 200 con, bán tải có tầm khoảng 30 chiếc các bác nhé. Giá từ hơn 100 đến 300, 400, 500. Đấy thì hôm nay em có về một mẫu xe Hyundai Avante. Em mua chính chủ, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng. Một chủ từ mới sử dụng nhé. Úi dồi, ông nào hút mà bay gương ấy. Quẹt vào gương quạt ra đây. Không sao nha các bác nhé. Gương cụp xòe mà, không sợ. Xe trước mặt quý vị anh chị là một mẫu xe phân khúc hạng C. Đấy, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Bên em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 268 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho bà con các bác anh chị là gần đây, quanh đây. Quanh nhà ở xa thì anh em cân đối giá tiền nhé. Em sẽ cho nhân viên đánh tận cửa cho các bác nào đặt cọc. Tin tưởng Khả Năng Ô Tô đặt cọc nhé. Keo chỉ zin luôn 100%. Máy chiếc này thì không zin nhé, máy đã nằm gioăng rồi. Em báo chuẩn và xe thì tư nhân một chủ từ mới, không taxi. Và có bộ năng đúc cải tiến rất là đẹp. Mẫu xe Avante này động cơ 1.6 phân khúc hạng C. Nếu mà Hyundai thì nó có Accent là phân khúc hạng B. Nó đẹp hơn Accent thì nó mới là phân khúc cao cấp hơn. Và gầm bệ của nó, máy móc của nó chắc chắn hơn nhiều anh em nhé. Với cái dung tích động cơ là 1.6 thì nó sẽ tiêu hao tầm khoảng quân 6 lít đến 7 lít xăng trên 100 km các bạn. Vì sao? Vì bản thân nó trọng lượng của cơ thể nó sẽ nặng hơn so với dòng xe phân khúc B. Vì nó sẽ nặng hơn thì nó sẽ tiêu tốn nhiên liệu hơn một chút, nhưng đi đầm hơn, sướng hơn, chắc hơn và chống ồn tốt hơn so với Vios hoặc Accent. Nếu anh em đang phân vân mà không biết lấy con xe gì, đời 2013 Vios anh em phải mua mức giá là 278, đời 2014 rồi, bản thiếu rồi. Thì anh em có thể lấy mẫu xe phân khúc hạng C mà đời 2013, năn bánh lần đầu 2014, biển Hải Dương, tên tư nhân một chủ từ mới sử dụng này, với mức giá là rẻ hơn rất là nhiều, 268 triệu đồng. Rẻ hơn nhiều các bác nhé. So với form mới con này phải so với form mới của Vios 2014 hoặc Accent 2013 14 trở lên. Đấy. Chính vì thế là anh em có thể lựa chọn chiếc này hoặc là lựa chọn chiếc Vios bên em với cửa tiền khoảng tầm 260-270. Thì anh em có thể lựa chọn chiếc Hyundai Avante này, rất là đẹp nhé. Nếu anh chị đang vân vân một chiếc Vios thì anh em có thể lấy chiếc Avante này. Đây, form dáng thì nó nhìn quen mắt thì nó cũng đẹp hơn rất là nhiều so với Vios nhé các bác nhé. Vios không thể so với con này được. Vios không thể so với con này được các bác ạ. Đấy, Hyundai Avante, các bác có thể hỏi anh em nào trên diễn đàn ấy, anh em nào mà quan đi dòng Avante rồi thì em thấy nó rất là chắc và về đầm nhé, đi sướng lắm. Đầm chắc đây này. Hay là đơn cử như anh em có thể lấy một chiếc xe số tự động này, các bác nhìn thấy chưa? Siêu mới, siêu lướt nhé. Đỗ sang kia không này, đây gì đó, đỗ lên này. Đỗ bên này này, còn bên này nó xe cát nó chạy. Đấy, Avante đời 2014 à, biển Hà Nội, tên tư nhân chính chủ màu trắng nữa đấy. Đấy các bác nhìn thấy không? Avante nhìn nó đẹp, sang trọng, đẳng cấp luôn. Phân khúc cao cấp hơn rất là nhiều so với dòng xe Vios hoặc Accent. Đấy, giá thì nó con đấy thì em bán sẽ mức giá là khoảng tầm 368 triệu đồng. 368 triệu đồng đời 2014 nhá, số tự động, một chủ từ mới. Xe đẹp như kia các bác nhìn kìa. Đấy, 30A này, 42430. Xuất sắc luôn. Đấy thì chiếc này anh em có thể đến xem xe thì trải nghiệm nhá. Số sàn thì nó rẻ hơn hàng trăm triệu đồng so với chiếc kia. Đấy, rẻ hơn. Đặc biệt thì phân khúc hạng C thì nó được trang bị vô lăng túi khí phanh ABS đa năng đúc. Đấy. Keo chỉ cánh này nguyên zin nhé, không mất phần nào. Vân sần cánh cửa này rất là mới và đẹp, không mất tí nào luôn. Nội thất đẹp, sạch sẽ. Con này thì chắc độ gương cục xòe sao ấy. Đấy, độ rồi sao? Cùng với củ số này, vô lăng này đẹp, vô lăng nhìn rất là mới các bác nhìn này, mới đét luôn. Ghế bọc da đẹp, trần da đẹp nhé. Con này độ nội thất cực kỳ xuất sắc rồi. Trần da, ghế da này, thảm trải, các thứ đầy đủ hết rồi. Không thiếu gì cả. Không thiếu gì luôn nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, vân sần cánh cửa này. Nguyên rin hết nhé. Keo chỉ zin nhé. Đấy. Nói chung là không mất một phần nào luôn. Đẹp lắm, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Có cả viền cong kính này, nhìn rất là thể thao. Đó. Đây, trời mưa thì nó hơi bẩn một chút thì em chưa có kịp rửa được.
các bác thông cảm, nhưng mà con xe này em thấy nó rất là đáng mua. Với cái cửa tiền mà anh em đang mong muốn là có 268 triệu thôi, mà còn bớt, còn độc ná, còn bao rút hồ sơ nữa. Các bác cứ gọi điện cho Khả Năng Ô Tô, em có giá tốt cho bà con. Các anh chị nào quan tâm alo trực tiếp, em có số điện thoại 0326062789 nhé. Đây, nhìn này, nội thất này, siêu mới, siêu đẹp, siêu bền luôn. Con xe này nó bền lắm, bền hơn Vios rất là nhiều nhé. Vì nó phân khúc nó cao cấp hơn Vios mà, nó không phải là dòng xe phân khúc hạng thường, mà phân khúc hạng C rồi. Hạng C thì nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều rồi. Đây thì chúng ta cùng khám phá cái phần khoang máy này, nội thất khoang máy này. Mỏi mỏi chân quá bà ạ. Em vừa quay một lô bán tải, nó hơi mất thời gian. Xe đi 17 vạn chuẩn nhé, tư nhân một chủ dụng từ mới. Và cái bạn này em cũng chẳng tua làm gì cả, nó chính xác này. Chủ xe vẫn còn nhắn tin cho em đây, vẫn còn nhắn tin là 17 vạn chuẩn đây, em vẫn để nguyên đây. Các bác đến em cho các bác xem tin nhắn luôn. Đấy, chủ xe thì đòi 240 đây, đến thì bớt được mấy triệu. Đấy các bạn, bớt được mấy triệu. Anh em mà theo dõi thì biết thừa em, tính em mua bán là thẳng thắn. Chủ xe vẫn còn tin nhắn cho các bác đọc thoải mái nhé. Có đòi 240, bọn em đến thì bớt được 2 triệu đi lại. Đấy thì về đây thì dọn dẹp nữa, sơn sửa, sửa một tí sơn và dọn nội thất thế thôi, không phải làm cái gì cả. Máy móc gầm bệ, không phải làm bất cứ cái gì cả. Các bác nhìn này, cái quả vô lăng nó đẹp như này mà. Đẹp như số tự động luôn. Đấy, đẹp như số tự động luôn. Đấy, xuất sắc luôn này, giữ xe đấy. Và máy nổ êm lắm, màn hình theo xe đầy đủ nhá. Màn hình theo xe này. À, có cam đùi, cam đùi hơi mờ một chút, anh em có thể lau tay đi. Hơi mờ một chút, điều hòa thì chết rét này. Ôi sướng thật đấy, ngồi phê. À, không có gì thay đổi, thời tiết nó đang chuẩn bị chuyển mùa rồi đấy. Trời nó bắt đầu rét, xong rồi nó rích rắc vài hạt mưa phùn. Xong rồi đâu đó nó cứ rả rích, nó rơi, hôm thì mưa, hôm thì nắng, hôm thì ốm, hôm thì đau, nó đùa chứ. Nếu có con ô tô đi nhá, sức khỏe của các bác sẽ được cải thiện hoàn toàn luôn. Em khẳng định với anh em, nhiều anh em mua mấy con xe tải về khởi nghiệp ấy. Xe tải của các bác đi về cũng rất là ngon này. Đây Hyundai Gate anh em nhìn thấy không? À, Gate đời 2009 nhé. Đấy. Gate đời 2009 mới về. Biển Hải Dương các anh em nhìn này, nội thất này. Siêu mới, siêu đẹp luôn. Đẹp, sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn, trần nỉ nguyên bản. Đã bọc bằng trần da rồi, nguyên bản. Theo chủ xe này. Trần này đẹp thật đấy, trần cứng đưng, cứng đanh này. Lần này thì nó không bị rơi vào đầu, không bị bong keo. Và anh em theo anh em cái lý thuyết của anh em bọc trần thì người ta bảo là bọc con trần này nó không bị mất hơi, nó không bị nóng. Không bị nóng khi mất nhiệt ấy, khi chúng ta bật điều hòa. Đấy, xe thì về nhiều, các bác cứ quan tâm. Alo trực tiếp cho em đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Vios rồi, bán tải rồi, i10 rồi, Hyundai Avante, Hyundai Accent, Kia Rio, Kia Forte, Kia Sedato, Kia K3. Rất là nhiều sự lựa chọn, nói chung là có mấy trăm cái cơ, anh em tha hồ lựa chọn. Kia Morning nữa, Toyota Vios là nhiều. Innova, rồi Ford Everest máy dầu, không thiếu cái dòng gì cả. Giá tiền thì em có liền biết tại cửa hàng nên các bác cứ an tâm. Đây. Thì hôm nay còn về cả Honda City đời 2016 kìa. Đấy. Giá này quanh hơn 402 một chút. Đây, về phần treo chỉ cabo các bác nhìn này. Treo chỉ cabo mà này không mất một phân nào. Không mất một phân nào luôn nha các bác nhé. Đây này. Em xem rất là kỹ và em trực tiếp mua bán nên em biết là rất chất lượng chiếc xe này. À, máy này thì anh em đã làm gioăng rồi. Máy này chủ xe đã làm gioăng rồi nhé. Đấy, chủ xe đã làm gioăng rồi. Còn đâu là máy gì? Máy thì vẫn còn nguyên hơi đấy, nhưng mà bây giờ mà bảo zin thì không thể báo là zin được. Đấy, đặc biệt là máy thì hiện tại là đang nổ rất là êm, không có rung giật. Có một số tiếng hơi phạch phạch của một cái bi tì cam, bi tì tăng dây cu loa đấy. Em thấy hơi có một tiếng thì kêu một chút. Cái này thì muốn khắc phục thì chúng ta thay mất khoảng tầm 300-400 gì đó. Đấy, ok. Là êm thít ngay. Em đảm bảo các bác là êm thiên thít luôn. Máy nổ rất là êm mà không có rung giật. Máy đeo HC 16 van mà nổ êm ru. À, không có đâm đụng va chạm gì. Quan trọng là cái đâm đụng va chạm thì anh em không có đâu. Đấy. Giá tiền thì em nên biết từ cửa hàng là 268 triệu nhé. Và anh em có thể nhìn thấy là nước sơn của nó rất là đẹp. Hôm nọ có sơn đại trí chỗ này thôi. Chỉ chỗ này xước một tí đem sơn lại thôi. Còn đâu vẫn còn nguyên theo chủ xe. Trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khả Năng Ô Tô. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ những video bên em. Trân trọng cảm ơn mọi người trong clip tiếp theo.